Dưới ánh nắng khắc nghiệt của tiết trời ngày hè, làn da chúng ta cần phải được bảo vệ một cách mạnh mẽ hơn. Đặc biệt là đối với những làn da đang sử dụng treatment. Chính vì vậy, hôm nay hãy cũng theo chân Dilys tìm hiểu về sản phẩm Altruis Dermatologist Sunscreen SPF 30. Kem chống nắng quang phổ rộng bảo vệ làn da một cách tối ưu. Đôi nét về thương hiệu Altruis. Altruis là thương hiệu mỹ phẩm được sáng lập bởi nhà kinh tế học David và bác sĩ da liễu Andrew cùng với sự giúp đỡ của các nhà khoa học giỏi nhất ở châu Âu và BASF. Với sứ mệnh đặt ra là giảm tỷ lệ mắc ung thư da thông qua việc tăng cường sử dụng kem chống nắng chất lượng. Thương hiệu Altruis luôn mong muốn sản xuất ra những dòng sản phẩm chất lượng cao với giá thành rẻ, lành tính và an toàn cho da. Không chỉ được yêu mến bởi những sản phẩm chất lượng, Altruis còn chiếm được cảm tình của người tiêu dùng nhờ việc lập quỹ từ thiện giúp đỡ trẻ em bạch tạng ở châu Phi. Thiết kế, bao bì của kem chống nắng Altruis Dermatologist Sunscreen SPF 30. Altruis Dermatologist Sunscreen SPF 30 có thiết kế tuýp nhựa vô cùng đơn giản với nắp bật truyền thống. Thiết kế này giúp người sử dụng dễ dàng điều chỉnh lượng sản phẩm lấy ra và đảm bảo vệ sinh hơn. Lấy tông màu chủ đạo là xám, trắng, bao bì sản phẩm trở nên nền nã, dịu mắt hơn bao giờ hết. Mọi thông tin của sản phẩm như tên, thành phần, hạn sử dụng đều được in trên bao bì bằng chữ màu đen cổ điển. Thành phần chính của kem chống nắng Altruis Dermatologist Sunscreen SPF 30 C12-15 Alcohol Benzoate là thành phần được sử dụng làm chất dưỡng ẩm và tạo kết cấu sản phẩm. Ethinhexin Salicylate là chất được sử nhằm chống tia UVB là chủ yếu với cơ chế hấp thụ UVB. FDA đã phê duyệt Ethinhexin Salicylate để sử dụng trong kem chống nắng với nồng độ lên đến 5%. Ít khả năng gây kích ứng da, Bato-methoxydibenzoimethane là chất được sử dụng rộng rãi trên thế giới nhằm chống tia UVA là chủ yếu với cơ chế hấp thụ. Bato-methoxydibenzoimethane thường xuất hiện trong các loại kem chống nắng hữu cơ, được kiểm chứng là an toàn và hiệu quả cao. Ethinhexin stearate đóng vai trò làm chất nhũ hóa, tạo kết cấu và dưỡng ẩm. Octocrylene là chất có khả năng hấp thụ tia UVB. Nó cũng giúp ổn định khả năng chống UVA của avobenzone nếu được kết hợp trong kem chống nắng. Glycerin propylene glycol có công dụng dưỡng ẩm, giữ ẩm. Phenylbenzimidazole sulfonic acid chất có khả năng chống tia UVB nhưng lại không chống được tia UVA tầm xa. Có đặc tính nhẹ và không gây nhờn rít. Stearin alcohol là một loại cồn béo ít gây hại cho da, đóng vai trò làm chất nhũ hóa. Titanium dioxide nano là chất chống nắng tuyệt vời, chống được cả UVA và UVB mà rất dịu nhẹ, ít gây kích ứng cho da. Chabifinai triazine nano, một chất có khả năng chống UVB và UVA 2 hiệu quả nhất được biết đến hiện nay. Panthenol là một loại vitamin B được sử dụng trong mỹ phẩm với công dụng dưỡng ẩm, thúc đẩy quá trình phục hồi da. Công dụng chính của kem chống nắng Altruis Dermatologist Sunscreen SPF 30, bảo vệ da dưới các tác động của môi trường, đặc biệt là tia UVA, UVB và cả visible light. Cảm nhận sau khi sử dụng kem chống nắng Altruis Dermatologist Sunscreen SPF 30. Cảm nhận đầu tiên của mình sau khi cầm kem chống nắng Altruis Dermatologist Sunscreen SPF 30 trên tay chính là thiết kế. Bao bì khá chắc tay của em nó, hơn thế nữa Altruis Dermatologist Sunscreen SPF 30 còn có dung tích khủng lên đến 200ml với giá chỉ khoảng từ 250.000-350.000 đồng, rất kinh tế đối với các bạn học sinh, sinh viên như mình. Altruis Dermatologist Sunscreen SPF 30 có texture dạng kem lỏng, khá dễ tán. Chưa xét về khả năng chống nắng thì mình khá thất vọng về finish của em này. Kem chống nắng tuy nhẹ mặt, lành tính, không gây mụn, nâng tông rất nhẹ nhưng lớp finish để lại hơi bóng. Một số bạn sẽ thích kiểu bóng khỏe như thế này, nhưng mình lại thích finish khô thoáng hơn. Tuy nhiên điểm này tùy sở thích của mỗi người và cũng có thể khắc phục bằng phấn phủ. Kem chống nắng này vẫn làm cay mắt nhưng mình thấy đợi một thời gian là hết. Yếu tố quyết định khiến mình phải trải nghiệm Altruis Dermatologist Sunscreen SPF 30 chính là đây. Bảng thành phần quá đẹp với nhiều chất chống nắng hiệu quả như Ethinhexin Salicylate, Titanium Dioxide, Bato-methoxydibenzoimethane, Chabifinai Triazine. Chính vì vậy mà không quá ngạc nhiên khi em nó được mệnh danh là kem chống nắng quang phổ rộng có khả năng bảo vệ gần như tuyệt đối làn da. Trước kia khi thường xuyên học tập và làm việc trong văn phòng, ít tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, các sản phẩm chống nắng mình dùng thường có xuất xứ từ Hàn, Nhật thế nhưng sau một khoảng thời gian thay đổi môi trường học tập và làm việc,
Mình cảm nhận được sự xuống tông và các vết thâm chậm mất hơn một cách rõ rệt, thế là mình quyết định tìm đến kem chống nắng Altruis Dermatologist Sunscreen SPF 30. Và tất nhiên với mức giá này, em nó vượt hơn cả mong đợi của mình, không cần dùng thêm vitamin C. Da mình vẫn nhanh mờ thâm, độ sáng của da cũng có cải thiện hơn. Ưu, nhược điểm của kem chống nắng Altruis Dermatologist Sunscreen SPF 30. Ưu điểm, giá thành rẻ, dung tích lớn, bảo vệ da dưới các tác động tiêu cực của ánh nắng mặt trời gần như tuyệt đối UVA. UVB, visible light, nhẹ mặt thấm khá nhanh, lành tính, ít khả năng gây kích ứng da, nhược điểm. Finish trên da hơi bóng, cuối ngày có thể xuống tông da, mua kem chống nắng Altruis Dermatologist Sunscreen SPF 30 ở đâu, giá bao nhiêu? Hiện nay kem chống nắng Altruis Dermatologist Sunscreen SPF 30 được bán trên thị trường với giá trong khoảng từ 250.000-350.000 đồng, 200ml, link mua sản phẩm kem chống nắng Altruis mình để ở mô tả và dưới bình luận. Nếu bạn quan tâm có thể click xem và đặt mua nhé, đợt này sản phẩm đang được giảm giá rất sâu. Hãy nhanh tay đăng ký sớm nhé.